Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Họ Vin lao dốc, Vượng Vin đang lo sợ, sợi dây lợi ích giữa Vượng Vin và Bộ Công an Sau khi tin đồn về việc ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thì ba cổ phiếu họ Vin Group bao gồm VIC, VHM, VEE lao dốc Tuy nhiên sau đó cả nhóm đã phục hồi khi Bộ Công an điều tra 10 cá nhân tung tin này khi tin đồn được tung ra cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup giảm khá mạnh sau những tin đồn liên quan đến Chủ tịch Phạm Nhận Vượng vào cuối tuần vừa qua. Đa giảm diễn ra trong suốt buổi sáng, thậm chí đầu phiên buổi chiều, VIC cũng bị bán mạnh, giá có lúc giảm xuống còn 66.200 đồng trên cổ phiếu, tức là giảm 5%. Đây là hình ảnh cổ phiếu họ Vin lao dốc được Bộ Công an chặn lại. Cổ phiếu của công ty cổ phần VinHome, doanh nghiệp bất động sản số 1 của Việt Nam, là niềm tự hào của VinGroup, cũng mở cửa trong sắc đỏ. VinHome có lúc giảm mạnh xuống còn có 58.400 đồng trên mỗi cổ phiếu, trong khi đó công ty VinCom Retail, là công ty vận hành các trung tâm thương mại của VinGroup, cũng giảm trong hầu hết thời gian phiên giao dịch. Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định tin đồn liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng là thất thiệt, nhóm cổ phiếu này bất ngờ hãm đà rơi và hồi phục. Cổ phiếu VEE hồi phục từ mức 25.150 đồng lên 26.000 đồng trên mỗi cổ phiếu vào cuối phiên giảm 3,7%. VHM phục hồi từ 58.400 đồng mỗi cổ phiếu lên 60.500 đồng tức là giảm nhẹ 0,82%. Ngoạn mục nhất là VIC cổ phiếu này đang giảm mạnh thì phiên đóng cửa có ma lực mua đổ vào rất mạnh. Đóng cửa, VEC vẫn giữ được mức giá tham chiếu là 70.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Theo giới quan sát cho biết, ông Vượng rất không hài lòng với tin đồn này. Với đà lao dốc như thế mà không ngăn chặn gấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết dự định của nhà công quyền có thật hay không. Tuy nhiên, trước mắt, ông Phạm Nhật Vượng phải tìm mọi cách để vớt vát giá trị cổ phiếu dòng họ Vin để cứu cho uy tín và cả tài sản của doanh nghiệp. Việc Bộ Công an nhảy vào cuộc như làm tay sai trong Phạm Nhật Vượng đã làm cho rất nhiều người nghi ngờ Bộ Công an Việt Nam đang hành động vì tiền. Chính hành động của Bộ Công an đã cứu trong Phạm Nhật Vượng một bàn thua trông thấy mà không phải ai cũng có được. Đây là hình ảnh ông Tuân Sô đã thông báo Bộ Công an ra tay cho Vin. Trước đó, Chiều ngày 11 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết Bộ Công an đã làm rõ và chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử lý một trường hợp có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, sau khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, Bộ Công an đã chỉ đạo cho các cục nghiệp vụ vào cuộc xác minh và làm rõ là Tô Vĩ Hoàn 38 tuổi, sống tại Cầu Diễn, Quảng Nam, Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp này và tác động xấu đến thị trường, chứng khoán. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xác minh để xử lý tiếp 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác trong cả nước, đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng. Chủ tịch tập đoàn Vingroup bị cấm xuất cảnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết thêm, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn đặc biệt theo quy định của pháp luật. Ông này nói tiếp, Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Trung tướng Tôn Sổ khẳng định. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ người đã tung tin đồn thất thiệt kể trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Có người thì cho rằng đang có cơ sợi dây lợi ích ràng buộc giữa Vượng Vin và Bộ Công an. Tin đồn tung ra nhằm mục đích bắn vào thành trì Vingroup tạo sự lao dốc của cổ phiếu họ Vin tính bằng hàng trăm triệu đô la. Thậm chí nếu không kịp đánh chính thì có thể mất hàng tỷ đô la vốn hóa. Vì thế mà ông Vượng sẽ không ngần ngại chi đậm để Bộ Công an ra tay vớt lại đà lao dốc của nhóm cổ phiếu họ Vin. Đấy dường như là mối quan hệ cộng sinh được nhiều người khẳng định. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Bộ Công an bác tin đồn nhưng ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa chắc an toàn. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, sau nhiều ngày mạng xã hội tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thì Bộ Công an của Việt Nam đã cho biết họ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh xử lý người tung tin đồn thất thiệt về việc người đứng đầu một doanh nghiệp lớn bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn. Ông Tôn Sô Trung tướng Tránh Văn Phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người đứng đầu doanh nghiệp lớn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là thông tin không chính xác. Ông Tuần Sổ vẫn nói bóng nói gió và vẫn không chịu nói tên ông Phạm Nhật Vượng ra. Không biết vì lý do gì hay ông sợ ông Vượng đến thế. Đây hình ảnh Bộ Công an bác thông tin này. Theo ông Tuân Sô, những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội đã lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Và những thông tin như vậy cũng đã được tung ra trước đây khi ông Trịnh Văn Quyết chuẩn bị bị bắt giữ. Và Bộ Công an lần này khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ông Sổ cho biết. Trước đó, thông tin về một người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh vì đang bị điều tra loan ra sau khi Bộ Công an bắt ông chủ tịch tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh. Mới đây nhất, ngày hôm qua, thông tin này tiếp tục rộ lên trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận trong cả nước. Cùng với đó, mạng xã hội cũng loan tin một số cá nhân là người đứng đầu ngân hàng tập đoàn lớn khác bị khởi tố. Ông Tôn Sô cho rằng việc bị đặt thông tin người đứng đầu những tập đoàn doanh nghiệp lớn bị bắt, bị cấm xuất cảnh không những để lại hậu quả nặng nề với nền kinh tế, làm thiệt hại cho nhiều tổ chức và cá nhân mà còn thỏa mãn dấu hiệu của tội vu khống được quy định tại điều số 122 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, một chủ doanh nghiệp đầy quyền lực ở Việt Nam. Thực ra nếu ông Phạm Nhật Vượng không bị cấm xuất cảnh thật thì chính quyền không nhất thiết phải lên tiếng để làm gì. Càng lên tiếng thì người dân càng nghĩ có tật thì giật mình, cứ để sự thật chứng minh nếu tin đồn sai sự thật thì tin đồn sẽ tự tan biến mà không cần phải đính chính gì và cũng chẳng cần phải đưa công an đi dò tìm ai là người tung tin ra trên mạng xã hội. Vào tối ngày 27 tháng 3, mạng xã hội khi đó đã lan truyền thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FEC cho rằng ông này bị áp dụng biện pháp tố tụng để điều tra một số nội dung thì vào ngày 28 tháng 3, phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bác bỏ tin đồn này. Tuy nhiên, về sự thật thì sau đó một ngày, hàng loạt tờ báo thông tin ông Trịnh Văn Quyết đã bị bắt. Tình trạng bác tin đồn để rồi sau đó tin đồn hóa thành sự thật cũng xảy ra rất nhiều lần, chứ không phải chỉ có trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết. Với cách làm tiền hậu bất nhất như vậy, truyền thông nhà nước Việt Nam đã tạo cho xã hội suy nghĩ rằng những tin tức được xác nhận từ nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc gì đáng tin cậy. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay là một tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Người ta cho rằng ông là quyền lực và có tài phiệt lớn. Tuy nhiên, về thực tế thì làm doanh nhân ở chế độ Cộng sản không hề an toàn. Ông Vượng hoàn toàn có thể bị bắt và xử lý bất cứ khi nào vì những chiếc ô của ông bị thủng lên hình ảnh chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng phủ nhận thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Từ gần 30 năm trước, khi mà ông Tăng Minh Phụng có quyền lực đồng tiền cực lớn, nhưng cuối cùng ông cũng là nạn nhân của những trò chơi chính trị và hậu quả là ông phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Chính quyền của Đảng Cộng sản luôn quan sát giới có tiền. Họ không bao giờ cho phép giới có tiền vượt qua họ và đó là lý do để nhiều người tin tưởng rằng dù bộ công an việt nam bác tin đồn ông phạm nhật vượng bị cấm xuất cảnh nhưng sự nghiệp của ông vượng vẫn không thể an toàn họ không xử ông vượng lúc này thì sẽ xử ông vào khi khác